Tự nhiên nghĩ cô tưởng cô đứng nghe kêu gọi cứu em mà chồng như vậy nữa. Rồi được nhiều cô chú mạnh thường quân góp tiền lại chục mạng nó về nữa. Sáng lắm không? Nhiều lắm. Em để lại em khó kê được. Để cho tới những cái nhiều điều để em suy nghĩ. Không có mua nghe được, không phải gì riêng chứ. Không dư luận. Nhiều ngày có đi tính mạng. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại quận 5 của thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là trạm cơm nghĩa tình của em Phong Bụi và chị Tưởng. Ngày hôm nay Bùi Hồ tìm về đây để thăm lại hoàn cảnh của em Trang, một cô gái xinh đẹp bán sang Myanmar vì cái bi kịch gia đình. Và để hiểu thêm cuộc sống của em hiện tại tại Sài Gòn này như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng vào bên trong nha. Và đây là Trang. Chắc có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ biết được rằng Trang là một cái cô gái mà trước đây vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà phải bị lừa bán sang tận Myanmar. Hiện nay thì cuộc sống của em và chồng của mình là em Tịnh nó cũng khá là ổn định ngay tại Sài Gòn này. Trang ơi, Tết vừa rồi thì ăn Tết ở đâu Trang? Tết gà ăn Tết Bình Dương. Bình Dương. À, nay thấy gương mặt của em hồng hào ra kìa. Cuộc sống của hai vợ chồng sao rồi? Nói chung là ổn nhiều lắm so với cái ngày mới về. Dạ. Tại vì giờ em cũng xin được công việc làm ở ngoài á, cũng đi làm từ thiện. Hiện nay em làm gì? Dạ em làm trên mạng online á. Em được công ty cũ lúc trước là công ty chính bị phạm linh thương ở trên Hà Nội. Được sếp biết cái hoàn cảnh á, rồi cho em một công việc ví dụ như là em like 2K ca ngày và ca tối, rồi tạo cho em cái nguồn thu nhập á. Ổn định không? Ổn định. Còn cái việc bán trái cây thì sao rồi? Dạ cho nên giờ em ngưng bán trái cây. Dạ hả? Em ngưng bán trái cây rồi. À, ngưng bán lâu chưa? Dạ em ngưng khoảng tháng mấy rồi, trước Tết. Bây giờ ban ngày thì phụ chị Tưởng. Tại vì cũng đường xa xa cho nên là những ngày cuối tuần thì em sẽ ở đây phụ. Còn những ngày khác khi bữa nào mẹ không đi làm sẽ chạy qua đây phụ. Còn nếu mà bữa nào mà em đi làm, tại vì buổi sáng là em sẽ đi làm từ 9 giờ cho đến 11 giờ là em xuất ca sẽ la 2 tiếng. Rồi đến 12 giờ là em ngưng. Buổi tối là em sẽ live từ 8 giờ cho đến 10 giờ hoặc là 9 giờ 11 giờ, nó dao động từ 1 ca 2 tiếng thì... Live bán hàng hả? Người ta sẽ trả phí như thế nào? Dạ. Người ta sẽ trả như thế nào? Nói chung là lên ba cái sản phẩm, mỗi phần buổi gì vậy thì chị sẽ cho em 300 nghìn. Nếu mà nhiều sản phẩm hơn chị sẽ cho. Ở quận mấy? Dạ. Ở quận mấy? Hiện tại thì em ở Thủ Đức, quận 9. Em ở Thủ Đức ha. Cuối tuần thì em với lại chồng mình qua đây phụ tiếp. Dạ, nếu còn em không đi làm thì em cũng chạy qua đây. Chồng đấy hả? À, đúng rồi. Rồi còn con gái của em? Dạ, con gái em ở khó, tại có mấy chị á. Dạ, buổi sáng bé chưa có thì ấy, định gán là làm để năm nay cho bé đi học lại. Hôm nay 9 tuổi rồi, chưa học qua lớp 1. Có về Cà Mau không? Dạ. Từ ngày về đây thì có về Cà Mau không? Em cũng muốn về thăm nội ngoại đó, là tại kiểu như là đất nhà em giờ cũng cầm cố hết rồi đó. Cũng chỉ nhà thì cũng có nhà, còn cái nhà sau thôi. Nhưng mà cũng muốn về lắm mà cũng có nhiều chuyện buồn cho nên chưa về. Hồi lúc về tới giờ cũng không một ngày gần đây cũng em cũng muốn về thăm lại quê hương. Bây giờ em đã quen với lại cái cuộc sống ở Sài Gòn chưa? Dạ. Em đã quen với cuộc sống ở Sài Gòn chưa? Nhưng mà cái điều mà em cảm thấy thoải mái nhất đó là tình người á, sống nó thoải mái. Còn chồng về bây giờ bán chạy xe hả? Dạ, anh Tùng chị Bi. Vậy là hai vợ chồng có công việc cũng ổn định hết, cũng ngay tại Sài Gòn rồi. Cũng mừng ha. Anh thì bữa nay của gia đình là khoảng tầm có 3-4 tỷ thôi, rồi có những người mà hùng cổ phần cho cái công ty á,
rồi thiệt khó cũng rồi thì đưa vô rồi đưa một nhân tiền nữa, cho nên là cái số tiền nó lên đến như vậy. Thì gia đình em lao đao lắm, rồi lúc rồi cầm đắt cầm đai, rồi thêm cái số tiền ở ngoài á, thì lúc đó là cũng như là cùng hết tường rồi, thì gia đình em mới quyết định đi vô mình Dương làm. Xong rồi nhưng mà càng ngày càng cũng như là cũng có còn tiền lãi, rồi tiền phụ, rồi tiền cũng là tiền nguồn cổ phần, rồi kiểu như là áp lực gia tăng, rồi mọi người cũng muốn lấy lại cái phần tiền đó. Rồi cho nên đến lúc mà vào cái lúc đó thì cái miếng đất của ngoại em là cầm 1.5 tỷ, nhưng mà 1.5 tỷ cầm thì khi đó là ngoại em làm lại thì 1.5 tỷ một tháng đóng 30 triệu. Nhưng mà nhà em cầm cự cho đến cái ngày mà gia đình em đi Bình Dương làm á, là cầm cự cho đến ngày 10 tháng tóm lại chịu hết nợ, nên là ngoại mới cố lại cho người khác, mà cái người đó chỉ có 1.1 tỷ thôi, thì cầm mấy trăm triệu nữa thì được cậu, ông cậu cho mượn á. Thì sau này cho đến cái tháng đó thì ông cậu mới kêu là cần cái số tiền đó để đòi lại cho người ta á, mới lấy lắm rồi. Tiền bạc ngoại ngoại bệnh đó, cho nên nó quyết định là đi Myanmar là cũng có nhiều cái số tiền áp lực lắm, vậy là nhiều người họ thông cảm đó, thì họ sẽ cho gửi dần. Tại vì trong cái thời gian này 2 năm rồi nhà em đưa kiện nó không được kết quả gì, chỉ là điều tra thôi, khởi tố hay chờ cái ngành đó lâu quá em mới quyết định làm đi làm. Lúc đó là em có một công việc thì cái người đó tuyển em ở bên Myanmar á, nói là qua bọn nó là sẽ làm KTV ở bên Myanmar gọi là ba, chứ không phải là gọi như Việt Nam. Và những cái đó thì em cũng có xin chồng em, thì chồng em cũng là thật sự cái lúc em đi em cũng không nghĩ là bị lừa, tại vì theo thông tin em tìm hiểu như mẹ chỉ là Campuchia thôi, không có thông tin về Myanmar. Rồi ngày nào thì chị đó cũng gọi video cho em á, thấy cái chỗ làm và công việc như thế nào. Qua tới bển chị cho ứng 300 triệu để gửi về quê, gửi về đất nước của mình để trả nợ. Rồi khi mà mình làm á thì mỗi tháng sẽ là từ 100 cho đến 200 triệu rồi trả dần lại. Rồi khi mà em đi qua bển lúc mà vượt gừng á, 5-6 ngày gừng, thì chị đã nói là bây giờ em có tin nhắn cuộc gọi thì cái xóa nó đi để trên đường đi á. Thì kiểu như là nhiều khi còn mình đi chui mà công an người ta bắt em sẽ bị giam, về Việt Nam là không được. Cho nên là em xóa xong rồi đi qua tới bển em không còn thấy, tìm tên tìm Facebook á cũng không có thấy được cái Facebook với cái Zalo đó nữa. Em cũng nhờ chồng em ở quê tìm á, nhưng mà qua bển thì tuần đầu khi mà cách ly á thì cũng được rất sửa đàng hoàng, cho nên là ra 7 ngày cách ly lúc đó bên Myanmar bển là em cũng như là bị dịch á, giờ ra rồi là cái bị bán luôn. Nhất luôn á, một cái người mà được may mắn nhất là được cứu mạng về, cái là một cái phép màu á, được cô đứng ra kêu gọi được anh Phong nhất rồi cô men hai chồng em hơn khoảng 570 triệu á, là tính hết hơn 600 triệu á, mà cô cho mượn về. Tại vì khi một cái lần về là 4 vạn là 170 triệu tiền chi phí, chưa tính tiền mà họ bắt ra cái con số chuột 10 vạn thì 350-360 triệu. Một cái đám cướp mà gái á nha, chơi đồ đấy, là nếu mà em nói trên đây những bạn nào mà đang ở Myanmar hoàn cảnh như em á, hoặc là những bạn nào mà đang đi tình trạng như em sẽ biết rất là rõ. Đến lúc miên man khi anh đi ở ngoài đường anh không có chủ là họ sẽ bắt anh lên xe bán bất cứ lúc nào luôn. Gái là phải ngồi theo dãy như thế này, tại vì đất nước đó là kiểu như là tự trị á, văn phòng thì kiểm tra vậy thôi, còn chơi đồ là chơi trả lấy, họ có thể dùng đồ để họ trắng hết mình đem nghe lời. Nhưng mà cái chung quy của em, gia đình em bị gọi là bị lừa đảo, kiểu là đa cấp á anh thôi, kiểu làm theo kiểu đa cấp thì bị lừa đảo nhiều, thành thử ra là gia đình mới lâm nợ vậy thôi, chứ nhà của Trang thì ở Cà Mau thì cũng khá giả lắm. Nhưng mà bây giờ về đây được thì cũng phải nói là một phép màu chứ, không phải đơn giản. Cái ngày mà Trang đi là tịnh phải quỳ ở ngoài đường để mà xin cầu cứu á, nhiều lần, rất là nhiều lần bị đuổi đi luôn. Em nghĩ chắc số em mạng lớn lắm anh Hồ, tại vì á ai cũng nói là nếu mà gặp một người chồng ghét nó hiếm, nhưng mà họ cũng làm như vậy á, chắc lẽ là ông trời thương em, hoặc là như thế nào đó cơ duyên để cô tưởng cũng đứng nghe kêu gọi cứu em và chồng em như vậy nữa. Rồi được nhiều cô chú mạnh thường quân góp tiền lại chục mạng về nữa. Thế hơn cái lúc mà cha em á, cha em mới là
cha đi làm hồ cho kiếm tiền cho nuôi cho chuột con về, mà hầu như là kiểu cứ là tại vì cái lúc đó là đất nội ngoại cũng cầm hết rồi, đất nhà cầm hết khả năng hết rồi, mà bây giờ cũng sang cũng sao không được nữa, mấy cái tờ đơn kiện ấy, xã người ta đâu có chấp nhận cho mình sang tài sản đâu, là dây cũng dây không được, nó bất lực rồi đó. Được cái số tiền mà chụp bạn giữ như là nó cao cả lắm, em không biết như thế nào để em trả. Cũng có nhiều người hỏi là em sẽ trả ơn như thế nào á, đó là em rất là mang ơn nhưng mà em không biết em sẽ trả như thế nào, nhưng mà em sẽ cố gắng làm thứ mà em có thể, em sẽ cố gắng từ đây đến cuối cuộc đời của em sẽ phụ giúp được như thế nào, miễn Phong hoặc là cô hoặc là những tất cả mọi việc mà cần đó là vợ chồng em sẽ luôn có cần. Nhắc lại là khóc mà. Thôi qua rồi thì bây giờ mình làm lại cuộc đời rồi, cố gắng lên chứ không khóc nữa. Mấy nay công việc mình ở đây sao rồi? Công việc của mình sao, ổn không? Công việc mình ổn mà. Vậy hả? Anh nghe nói thằng em đang đi chạy. Hả? Cũng đỡ hơn được phần nào lúc trước nữa. Nghe nói em đang đi chạy Grab hả? Dạ, cũng đang chạy Grab. Chạy Bi với anh. Bi hả? Dạ, chị Bi. Em làm này xong rồi tí nữa em về em chạy. Vậy hả? Dạ. Em chạy từ mấy giờ đến mấy giờ? Thường nếu mà mấy cái ngày thường á thì em chạy thì 5 giờ em chạy, 8 giờ đi em về. Còn thứ 6, thứ 7 này em qua buôn cơm thì em xong thì cỡ 1 giờ em mới chạy. Em bị chưa? Thì cái ngày 6, 7 em về trễ hơn tí để bù lại cái thời gian buổi sáng này. Mỗi ngày thu nhập được nhiêu tiền? Nhưng mà trừ chi phí hết riêng thì đã được 400. 400 hả? Trừ xăng cộ rồi hả? Dạ, 13 đến 400 đó. Hai vợ chồng ở trọ? Dạ. Mỗi tháng nhiêu? Dạ, 2 triệu. Hả? 2 triệu 3. 2 triệu 3. 2 triệu 3 ăn uống luôn tháng khoảng 5-6 triệu rồi. Không, cái đó là chọn của bà chị đó, như bà hỗ trợ tiếp á. Ừ. Bà nói khuya bà hỗ trợ. Ừ. Đi ăn uống thì đôi khi em ra đây thì cũng có bên phụ bên đây nè, cô cho cơm hay buổi sáng nữa, cũng đó. Có nghĩa là sao mình ăn cơm bên chị Tưởng luôn? Bên chị Tưởng. Tiết kiệm. Tiết kiệm. Nhưng mấy ngày thường là tụi em qua bên phụ là cô cho cơm. À. Về ăn cũng đỡ được buổi sáng buổi chiều luôn. À. Rồi hổng ngày Trang từ đó đến nay thì cái tinh thần ổn định chưa? Đỡ nhiều lắm rồi. Đi thì cũng có còn khóc như ám ảnh á. Giờ nói chung là đỡ lắm. Rồi bịch chanh để nó trên cái xương cháo quên. Rồi để... Em nói gì? Em đi công việc cái chở đem phát cơm bên bệnh viện mình quên mình canh nè. Giờ đi phát cơm đúng không? Em quên quên mình canh chạy qua bánh giùm. À. Về đi thì ok. Ừ. Anh nghe Tịnh nói là tối em vẫn còn thường đây khóc hả? Ám ảnh quá hay sao? Cũng còn nhận thấy ám ảnh một phần, nhưng mà dư luận á, nhưng nói chung là không phải gì trên mạng xã hội và cũng riêng gì những người mà mình quen ở dưới quê này nọ thì cũng có người tiêu điểm này tiêu điểm kia, nhưng mà thì em cũng cố gắng sống coi như một phần nhiều. Mình không biết sau này gia đình mình sẽ kiểu như là em suy nghĩ á, rồi để khi em nhìn con em cảm thấy là em chưa có lo cho bé được tròn, không được đầy đủ, mù nhiều thứ. Dạ. Có nghĩa là em khóc vì em sợ dư luận từ những người ở Cà Mau thì lo cho con mình không được tròn, chứ không phải là ám ảnh vì cái công việc lúc trước khi mà em ở Myanmar. Không có ám ảnh, ám ảnh nhiều lắm. Thật sự nếu mà ai mà bị lần đầu như em á thì cũng thấy là gì đó, là em bị bán cái ngày đầu tiên cũng như là cái nỗi ám ảnh lớn nhất. Ừ.
bị ép chia đồ á, em bị sốc. Rồi em đi bán, em chịu không nổi, rồi em bị uống thuốc. Uống thuốc rồi lúc đó em muốn sốc ruột á, thì em không còn cái video mà sốc ruột. Sốc ruột mà cái người ở đó đi quay lại đi chuyển video chồng em hồi trước mà không phải lấy cái ống mà găm vô mũi em chuyển đây á. Em sợ mà những cái lúc mà thấy bị những cái bạn khác bị đánh, chuyện gì mà mình không nghe lời bị đánh nữa. Nó nhiều, em nói ta chưa hết nữa, thật sự rất là nhiều nỗi căng trở luôn. Anh nghe Tịnh nói là em rất thích được chia sẻ về những cái nỗi buồn em giấu kín, có nghĩa là em thèm tâm sự á. Thì cái việc mà em chọn mà lên livestream ở trên mạng để bán hàng là do em muốn quên để mà tìm một cái tương tác với khán giả hay như thế nào mà em lại chọn cái công việc đó? Tại vì cái lúc đó là cái công việc trước của em mà em được mọi người tạo cho em cái điều kiện là em được hòa nhập lại cái công việc cũ của em đó, được hòa nhập lại rồi, cũng như là một cái niềm vui để cho em quên. Dạ em cũng theo khi đó em lúc trước thì anh Tịnh á cũng nói chuyện lắm, nhưng mà dạo này anh Tịnh rất là thường nói chuyện với em. Rồi những cái nỗi buồn mà em cần một người nói, em cứ để trong lòng em chịu nổi, kiểu như là càng nhà nó càng chắc lớn lên. Có nhiều khi em sợ một ngày em im lặng á, em nói với anh Tịnh là em sợ một ngày em không còn nói được nữa vì chồng dặn á. Thì anh hãy giật cái cuốn nhật ký của em nghe anh đọc, em nhiều trăn trở em không biết như thế nào. Tại vì ai cũng nói là được cứu về là may mắn lắm rồi, còn được sinh ra lần nữa thì cố gắng mà sống. Nhưng mà em cũng cố gắng lắm, em không thể là em xấu, em khó kê được. Những cái nhiều điều để em suy nghĩ buông ra được, không phải gì ghen chứ không dư luận, nhưng mà còn nhiều điều. Nhưng mà em cũng xin cố gắng, em cũng phải hoàn toàn một thời gian nữa, thời gian này nhưng mà em đã đỡ khoảng một nửa, em cũng cố gắng được cho một nửa phần. Thời điểm bây giờ thì anh lại thấy em là so với thời điểm cách đây 4-5 tháng trước thì em đã đỡ hơn rất là nhiều chứ. Em được nhiều, mọi người giúp đỡ nhiều lắm. Anh Tịnh cũng có nói đó là cái ngày mà cứu em về á, nếu mà không nhờ anh người hồ nè, tại vì lúc đó là tìm đủ cách không ai này để anh không được anh á. Anh rồi thầy giáo đồng rồi đó cũng góp cái lời á để nói với anh Phong, thì anh Tịnh mới kiểu như lúc đó anh Phong cũng nói là bằng công việc, nhưng mà anh vừa hồ á kêu là cố gắng giúp đi, là cựa hai chồng em rất mang ơn anh lắm. Em không biết tỏ cái nỗi lòng như thế nào, cho nên là em đỡ lắm rồi. Tại vì em về đây mọi người có những anh chị mà xem cái clip của em sau này á, không biết cái sự việc á, rồi vô tình lên thấy mọi người chia sẻ, rồi sau này cũng có nhiều người trong công việc lúc trước là tham gia em, giúp đỡ em nhiều, em ngủi nhiều, em ngủ xuống không nên em cũng vượt qua được phần này. Thôi hôm nay gặp cái cuộc sống của em với lại Tịnh chồng của mình ngay tại Sài Gòn này nó cũng đã ổn định nhiều rồi, thì cố gắng vượt qua thêm một thời gian nữa thì anh nghĩ em và chồng mình sẽ có cuộc sống khá hơn ngay tại Sài Gòn, và đặc biệt cái vấn đề về tâm lý của em. Vài ngày nữa thì anh cũng về Cà Mau, có hai vợ chồng có khi nào về Cà Mau thì anh sẽ ghé thăm nhà em. Dưới quê còn ai nữa, em có muốn nói lời nào với mọi người không? Nói chung là em muốn gửi lời cảm ơn tất cả các cô chú và các anh chị mà thời gian qua đã xem cái hoàn cảnh của con, theo dõi từ đầu cái câu chuyện đến giờ, và cũng có chắc có lẽ là cũng có một vài cô chú mạnh thường quân cũng có góp cái phần tiền mà cứu mạng anh về á. Con chân thành cảm ơn rất là nhiều.